Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Dê, mình là Amin Kha đây. Và ngày hôm nay thì mình đang trên tay cái chiếc Realme GT 2 Pro để test game cho các bạn đây. Trước khi đi vào chi tiết video thì mình cũng xin cảm ơn Điện Thoại Hay đã hỗ trợ cho mình chiếc máy này để thực hiện video nhé. Mọi thông tin chi tiết bạn cứ kích vào đường link phía bên dưới mô tả của video. Điện Thoại Hay là một trong những đơn vị mà mang cái chiếc máy này đầu tiên về thị trường Việt Nam. Đó, và ở đây thì chúng ta có thể thấy này, về mặt điểm số AnTuTu các bạn nhé. Thì với một cái chiếc máy như là Realme GT 2 Pro thì chúng ta có thể thấy rằng là cái điểm số của nó rất khủng khiếp rồi. GPU cao nhất trong 3 chiếc máy mà cùng chạy Snapdragon 8C1 mình đang có thời điểm hiện tại là Motorola Edge X30 khoảng gần 400.000 điểm. Còn đối với lại Xiaomi 12 thì nó chỉ có là 315.000 điểm thôi. Không hiểu tại sao điểm số nó lại thấp như thế. Tuy nhiên với em này thì lên tới là 415.000 điểm các bạn nhé. Đó, một con số rất là khủng luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần test game chi tiết để xem là trải nghiệm của em này thực tế nó như thế nào, có bị lỗi nhiệt hay không. Ok. Chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Em này thì về cái phần màn hình rất là chất lượng luôn. Khi mà nó có cho chúng ta là một cái độ phân giải lên tới là 2K và tấm nền LTPO2. Thì đây có vẻ như là cái công nghệ LTPO thế hệ thứ hai đó các bạn ạ. Trải nghiệm trên cái màn hình của em này thì phải gọi là sướng hơn và phê hơn rất nhiều so với em Xiaomi 12 rồi. Tại vì kích thước màn hình nó lớn mà. Nên là ui dồi ôi, nói về chơi game thì em này phải là bá cháy bỏ chét luôn. Loa em này thì cái phần chất âm nó sẽ ấm hơn một xíu so với lại con Xiaomi 12, tuy nhiên thì âm lượng cũng không quá to các bạn ạ. Không, mình xin rút lại lời nói, đó chính là loa của em này rất là to. Rất chất lượng các bạn ạ. Trên tay cái em điện thoại này thì cái cảm giác bắn của nó cũng sẽ tự tin hơn hẳn so với lại những cái điện thoại màn hình bé. Nếu mà so với lại cái chiếc Xiaomi 12 thì mình cầm con này mình bắn có vẻ là mình tự tin hơn. Nói chung là về cái khoảng âm thanh của em này thì mình thấy rằng là tiếng chăng của nó hơi nhỏ. Thường thì những cái chiếc máy flagship đến từ Samsung ấy thì tiếng chăng của nó rất là to. Đây là một điểm mình thấy là cũng hơi bị khó hiểu mà không biết giải thích như thế nào cho nó hợp lý. Đấy. Nhiệt độ đến bây giờ mình thật sự là không cảm thấy chiếc máy này nó quá nóng. Cho khoảng thời gian trải nghiệm là hơn 12 phút như thế này rồi. Đã được 15 phút rồi và mình sẽ test thử nhiệt độ của em này. Mà chỉ có 40 độ, trời khác biệt. Ở đây mặt trước sẽ là 42 này. Nói chung là 15 phút mà 42 độ thì mình thấy đây cũng là một mức nhiệt độ khá là hợp lý, chứ không đến nỗi nào. Không phải là nóng đâu các bạn nhé. Trên con này thì nó đỡ hơn. Mình cầm thì mình cũng không cảm thấy nó nóng như là trên cái chiếc Xiaomi 12.
chơi từ nãy đến giờ là nó rất là mượt rồi. No no no. Bắn hết sọt thằng này rồi. Ok, mình sẽ test thử nhiệt độ luôn các bạn nhé. Đằng sau thì chỉ có 41 thôi. Đằng trước thì 42.5. Nói chung nhiệt độ trên em này là mình thấy là ok nhất đó. Chứ có một điều là con Snapdragon 8C1 không phải là bị lỗi nhiệt đâu. Nó tùy vào con đó các bạn nè. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tựa game Liên Minh Huyền Thoại nào. Thực ra đối với tựa game Liên Minh Huyền Thoại này nó cũng chỉ là thủ tục thôi. Không chết, à ok, cuối cùng chết, triple kill, hợp lý. Team nó hình như không có tăng thì phải, ok. Tiếc quá. Chết luôn. No, không chết, tiếc quá. Tự nhiên nó lại được hồi thêm một tí nữa. Quá may mắn luôn. Không đập được. Trời ơi, quá khó chịu. Ui dồi ôi, bổ phát nữa, ngon luôn. Bập. Quá easy. Ok, tổng kết lại thì em này là một trong những chiếc máy mà mình thấy rằng là nó cho ra một trải nghiệm tốt nhất so với lại ba cái chiếc máy cùng chị con chiếc Samsung 8C1 mà mình đã test trước đó, thì con này cho ra một mức nhiệt độ cân bằng nhất, trải nghiệm sướng nhất. Đấy, về khoảng chơi game không có gì để chê em này cả, nhiệt độ em này cũng không có gì mình gọi là nóng ở đây cả, nó rất là bình thường cho một cái phần đồ họa như thế. Vậy còn các bạn nghĩ sao về cái chiếc Realme GT 2 Pro này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.